Mà tại sao là anh em Việt Nam là không 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 gần như là không chấp nhận cái sự thật là con chó mình nó rất là đẹp và cái giá Nó thành có nó giá rất là trị, nó có cao, giá trị cao. giá trị riêng của nó. Mà mỗi khi mà nghe thêm một con chó bản địa của Việt Nam mình là một vài trăm triệu là mọi người bảo ôi rồi sao ông mua đắt thế, phải làm bằng sự thật mua tiếp. Anh em nào có thể là anh em nào mà không chấp nhận và những cái thông tin trái chiều, anh em cứ có những con chó đẹp đưa cho tôi mua bằng bằng tiền. Hôm nay là em cũng đang chờ một bạn, bạn mang tí nữa là bạn ấy sẽ chở con Ben. Là hậu duệ. Ben là hậu duệ của sói, là hậu duệ đầu tiên của sói, là em lại 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 là gần như là chinh phục nốt. Đã đến nhà của Duy Bình tại thành phố Việt Trì Phú Thọ rồi đây. Hiện tại anh em đang mang chó cái đến đây để hoạch phối giống con sói F40, S450. Đây có một cái chú chó cái của bạn Mộc Trà Mà mang từ Sơn Tây Hà Nội lên đây để phối giống. Xin chào anh nhé và chào toàn thể anh em. Hôm nay là cũng có một cái chương trình, cái buổi họp nho nhỏ thì là hôm nay mời anh em đến nhà tham quan. Khu này là em đây có khoảng 6 chuồng và em sẽ nuôi khoảng 6 cá thể là nhân giống của nhà ra. Là đây là những con cái là những chú chó mà được em rất là yêu thích và giữ lại để nhân để nhân giống đúng nhân không? giống ra để lấy đồ chơi sau này. Thế hiện tại bây giờ là có đàn nào không thì giới thiệu cho anh em được biết nhé. Đây thì có đàn này thì rất là xuất sắc này. Và những con chó cá thể rất là đẹp đây. Nâu đỏ, nâu đỏ đây. Nâu đỏ ui đây. Đẹp quá. Đó là con mẹ là con Bella với mấy con Tun. Tun nhá, phùi với là Tun à? Tun đấy, nổi Tun là nổi tiếng của Hải Anh đấy đúng không? Đúng rồi. Ok, đây. Ra được bốn chú quá, đây, đẹp quá. Cọc. 100% cọc chứ? 100% cọc. Đẹp quá. Khi mà nhắc đến chú chó tên là Tun thì là một cái chú chó rất nổi tiếng ở khu vực Hà Nội, có biệt danh là Tun Thái Giám đấy đúng không? Vâng, Tun Thái Giám của chính Hải Anh. Nó đây. Đấy, rất đẹp luôn. Vâng. Đấy, rất đẹp, ok. Đây là những sản phẩm mà do chính chỗ trại chó của Duy Bình tại thành phố Việt Trì Phú Thọ là nhân giống ra. Vâng. Hôm nay thì nhiệt độ đang hơi thấp thì phải có cái đèn sưởi này đúng không? Đúng ạ. Nha. Có Còn 6 đây chuồng đúng không? là 6 chuồng. chó Kia. Ừ. Cũng là một cá thể rất là đẹp. Ừ. Ôi hai con kia trông như hai con gấu nhỉ. Đấy, xuất sắc luôn. Đấy, ui dồi ôi, mặt này. Đấy, mặt xuất sắc. Đấy, Duy Bình thì đang sở hữu cái chú chó sói S450 nhưng mà cũng vừa về được khoảng tầm hơn một tháng nay thì cũng chắc là cũng chưa chưa có đàn nào. Đây, nhìn này. Rồi, xuất sắc. Hai chú chó tuyền màu. Tuyền màu. Độc Lâu tít. Đẹp quá. Rất đẹp. Rất đẹp nhỉ. Đấy, đẹp quá. Đấy thì vì hôm nay mình lại quay cho anh em để biết nhé, chó hơm mông cọc đuôi thì đẻ rất ít con, trung bình là khoảng tầm 2 con như này. Nếu như mà con chú chó kia đẻ được 4 con đúng không? Vâng. Còn vấn đề là phải tỷ lệ cọc ra sao và lớn lên nó có đẹp như thế nào thì phải tính cái chuyện sau này. Đây là những chú chó mà em đã phải rất mất nhiều thời gian để mà chọn lựa và để ghép phôi với những con được đẹp để nhân ra những cái cá thể. Sau này là cũng có thể là em sẽ tới năm 2023 này là em sẽ có một cái trại rộng rãi và để những cái chú chó này em để sẽ để nhân giống để giữ lại. Vâng. Để làm trại. Cái dự định trong cái năm mới 2023 sắp tới đây là Duy Bình có những cái dự định mà phải chia sẻ cho anh em được biết là sao? Có thể tìm một cái mảnh đất là nó rộng rãi hơn, nó gọi là nhiều vườn cây ao cá hơn đúng không? Đúng là như kiểu một cái khu sinh thái. Vâng. Để mà mình có thể phát triển được cái giống này. Còn hiện tại thì Duy Bình đang có những cái khoảnh đất này để mà nuôi ở đằng sau nhà thôi. Vâng. Thế còn cái chú chó gọi S450 thì hiện tại mình đang để ở đâu nhỉ? Chú chó đấy thì nó đặc biệt hơn một chút. Thì là em nuôi cùng với gia đình, ở cùng ở trong trong nhà. Trong nhà luôn. Vâng. Ok, nó như một thì thành bây viên giờ của gia đình. Thế thì bây giờ có khi là mình nhờ mình dẫn anh vào để mà quay lại S450 cho mọi người được xem nhỉ? Vâng. Ok. Đấy, anh đi theo em. Trên đây là chúng ta là chú chó
hơ mông cò đuôi tên là Sói, và cũng rất là thú vị. Sau khi về đây thì anh em đặt cho một cái biệt hiệu là S450, một cái biệt danh rất dễ nhớ và cũng rất là luxury luôn. Rồi, chú chó Sói S450. Thì giờ mình sẽ nhờ Duy Bình sẽ giới thiệu sơ qua ít thông tin về em Sói sau khi được về Việt Trì Phú Thọ như thế nào để cho anh em khán giả được biết nhé. Vâng. Thế là chú Sói 4S450 này đã về đây và cũng là một thành viên của gia đình. Anh quay rất nhiều chương trình và kể cả anh cũng khuyên với anh em là sao? Khi một chú chó mà được sống trong gia đình thì nó sẽ tình cảm hơn, thông minh hơn và gần gũi với chủ hơn. Vâng. Càng ngày nó sẽ càng hiểu được cái người chủ của mình muốn gì. Thì mình càng quý trọng nó bao nhiêu thì thực ra con vật này nó càng tình cảm với mình bấy nhiêu. Thế thức ăn này là thức ăn khô. Nhiều khi là mình cũng phải cho ăn thay đổi. Bởi vì gần như là những con chú sói như này muốn nó giữ được cái body của nó mà, thì em gần như là ăn thịt tươi khoảng 90%. Thịt bò. Tức là cái chế độ dành riêng cho đực giống. Vâng. Dành riêng cho chú chó sói này thì là mình ăn đồ tươi là chính đúng không? Vâng, 90% là đồ tươi. Như phần đầu video á, là khi anh bước vào nhà đấy, cũng có anh Mộc Trào Màu, cũng là một người nuôi chó rất là lâu năm rồi, từ Sơn Tây Hà Nội. Hôm nay cũng có cái buổi nhân dịp là anh lên đây giao lưu và cũng mang một cái cá thể cái lên để xin nước giống. Xin giống từ chú sói này. Cho nên là em thì cũng rất là cảm ơn anh em, là những người chơi gần như là chuyên sâu về làng cộc rồi mà có những cái fan hâm mộ chắc chắn là phải có cái gì đặc biệt thì anh em mới đến và yêu thích cái nguồn gen của con S450 này đúng không? Vâng. Thực sự là như này là Mộc Trào Màu thì anh cũng đã giao lưu rồi và anh cũng đã làm được một số các chương trình ở chỗ Mộc Trào Màu Sơn Tây. Mộc Trào Màu là bằng tuổi anh và cũng rất là đam mê về sinh vật cảnh. Nói thế nào là Mộc Trào Màu là bạn ấy là chơi Trào Màu là chính. Vâng. Nhưng mà những ông mà chơi chuyên sâu về sinh vật cảnh thì nhìn chó cái gì ra cái đấy lắm. Vâng. Nên mà không phải tự dưng mà ông Mộc Trào Màu ông ấy lặn lội từ Sơn Tây lên đến tận Phú Thọ mà để mà ông ấy phối giống cả chú chó S450 đâu. Vâng. Nên thực sự là anh cũng rất là chúc mừng Duy Bình được rất nhiều anh em ở trong giới là yêu quý và tin tưởng. Cũng xin chia sẻ với anh em trên kênh được biết là sau khi mà chú chó S450 này về chỗ nhà bạn Duy Bình tại thành phố Việt Trì Phú Thọ thì sau khi đấy khoảng tầm gần một tháng thôi thì Duy Bình có mang S450 đi tham gia một cái show của câu lạc bộ Đại Việt tổ chức mà mình cũng đã quay được toàn bộ cái show đấy. Thì S450 cũng đã đạt được những thành tích nhất định, thì có thể kể ra ở đây như là giành được 3,5 cái CEC. CEC là viết tắt cho gọi chó đẹp cấp quốc gia. Một lần nhì giống của giống chó hơ mông cò đuôi. Thì cũng xin chúc mừng những thành tích của sói S450 khi mà về được Duy Bình. Rất là vui anh ạ, khi mà con sói mà về với em được có nửa tháng mà cũng chưa có tập tành thi đấu gì cả mà cho đi thi thì sói nó giật được một cái thành tích không nhỏ. Không hề nhỏ và là ngoài cái mong đợi của em. Tức là cái sân chơi của cái sân Đại Việt này ra là rất nóng bỏng, của gần như là cái sân sâu lớn nhất của Việt Nam. Chú chó này được ra ngoài đấu trường như thế là nó với em thì nó là không hề đơn giản. Là rất nhiều anh em xem cái video lần thứ nhất anh em mình là quay cái cuộc giao dịch 450 thì anh em bảo là rất là giống một cái cuộc giao dịch của Lanva và đây là chú chó là bị làm giá và giá trị không đúng với cái giá trị mà các ông đăng lên là 450. Thì hôm nay là anh em mình là người thực về thực. Anh là kênh truyền thông về chó mèo, còn Duy Bình và Sói S450 là những cái người thực, việc thực và chó thực. Thì có thể cho anh cái ý kiến về cái vấn đề đấy nhỉ? Dạ, tức là khi mà em mua con sói này về này thì cũng có rất nhiều cái thông tin trái chiều. Và mọi người thì bảo là ảo, người thì bảo là chó này va giống như Lan. Nó thực sự là một cái cá thể đẹp thì nhiều khi còn không phải là mua bằng tiền. Mua được bằng phải mua cả cái sở thích của người ta cơ thì mới mua được con chó, chứ không phải đơn giản là các anh có tiền là các anh đi sở hữu và mua được những con chó đẹp như thế này. Mà những cái cá thể chó đẹp như thế này thì chắc chắn là tìm cả Việt Nam thì chắc không quá một vài con. Thế chính vì như thế là nó có một cái giá trị riêng và nó không có một cái thước đo nào để mà nói được về là cái giá thành của nó. Giống như là
Bây giờ anh trước khi em mua nó là có 450 triệu, nhưng có thể là bây giờ một người nào đó giả em 500-700 một tỷ là em cũng chắc chắn là em cũng lắc đầu, bởi vì đây là đồ chơi của em. Đồ tức chơi. Là mình bỏ tiền ra mà mình mua một cái thú chơi. Vâng. Cái gì các cụ mình có một cái câu rất nổi tiếng là sao? Cái gì mà không mua được bằng tiền phải mua bằng rất nhiều đúng tiền. Đúng rồi, phải mua cả cái sở thích của người ta đúng nữa. Đó. Thì thực sự vào một cái câu nữa mà anh em cũng phải nói luôn là sao? Là không bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền cả. Vâng. Đúng không? Đây là mình sẽ nói, mình chia sẻ cái câu này để mà cho anh em khán giả được biết. Vâng. Là khi mà các bạn ở trong cùng một hệ chơi, trong cùng một hệ tư tưởng thì các bạn mới biết cái giá trị. Giống như đơn giản nhất, anh làm về chó thôi. Anh không hề vì biết về cái con chim kia của em. Vâng. Em có một cái con chim bạch tạng hay là một con chim gọi như là như thế nào anh không biết. Thì đối với anh nó chỉ là một con chim mà giá trị của nó là chỉ 100.000. Vâng. Nhưng mà với cả ví dụ có những cái con chim mà rất là quý, giống như anh em trên mạng biết là có bác Trương Tay Lo, bác sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng bác sở hữu con chim. Thì đấy là cái thú chơi của bác Trương. Vâng. Còn đây là chó hơn một câu đuôi là thú chơi của anh em mình. Vâng. Đấy, thì chỉ có người trong cuộc thì mới biết được là giá trị nó là bao nhiêu. Đúng rồi. Đấy. À, anh là một cái kênh truyền thông chó mèo, anh đi khắp nơi để mà quay cho anh em, cũng muốn là mang cái hình ảnh này cho anh em được biết là sao. Càng ngày có thể cái video đầu tiên ấy. Vâng. Bình ạ. Không thể tránh được mọi người có thể là nặng lời với mình hay vâng. Người chửi mình. Vì đấy là truyền thông mà. Vâng. Chúng ta không thể làm gọi như là vừa lòng được tất cả mọi người. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Cái việc của anh đi quay chương trình là đây là cái kỷ niệm của anh em mình. Vâng. Những cái kỷ niệm mà cuộc giao dịch này hay là sau khi đấy em sau này vài năm nữa về già rồi em có thể quay lại em xem lại. Đến một đầu tiên là cái video là kỷ niệm. Hai là video phục vụ cho những người mà không có mặt ở đấy để người ta xem, người ta biết à vâng. Các ông chơi chó như thế, có một chú chó là như thế, chó hơm mông cục đuôi của chúng ta như thế. Mà anh lại thấy rất là lạ như thế này nhá. Vâng. À, người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận một cái video mà một cái chú chó Tây trị giá khoảng tầm hơn 1 tỷ. Vâng. Nhưng mà chính người Việt Nam mình lại không chấp nhận cái video là một chú chó Việt Nam mà trị giá nửa tỷ. Thật ra là cũng em thì em cũng trải qua rất nhiều rồi. Cũng sưu tầm những con chó Tây, cũng một vài trăm triệu rồi cũng mua rồi. Nhưng mà cái nền tảng con chó bản địa của Việt Nam mình á, nó có khác gì con chó Tây đâu. Và thậm chí là nhiều khi nó còn đẹp hơn cả những con chó Tây ở bên kia cầm về. Nhưng mà tại sao là anh em Việt Nam là không gần như là không chấp nhận. Ừ. Không chấp nhận cái sự thật là con chó là mình nó rất là đẹp và cái giá thành giá rất trị, là cao. Có giá trị cao. Giá trị riêng của nó. Đúng rồi. Đấy. Ví dụ như người ta nhập những con Mali điếc về cũng rất là cao tiền, có thể là vài trăm triệu, nhưng người ta lại cảm thấy rất là bình thường. Ờ đúng. Nhưng mà mỗi khi mà nghe thấy một con chó bản địa của Việt Nam mình là vài trăm triệu là mọi người bảo ôi rồi sao các ông mua đắt thế, sao các ông đây là các ông làm giá với nhau, các ông đẩy giá lên. Và đấy. Em thì thực ra là không muốn giải thích nhiều. Ừ. Và em phải làm bằng những cái gì thực tế và cũng có thể là gần đây nữa. Ừ. Đó. Em sẽ mua những thêm những cá thể, sưu tầm thêm những cá thể khác. Đúng rồi, sưu tầm lên những cá thể nào mà ví dụ như anh em bảo là ảo hay là thực tế mình không giải thích nhiều mà bây giờ là phải làm bằng sự thật. Ừ. Mua tiếp anh em nào có thể là anh em nào mà không chấp nhận và những cái thông tin trái chiều, anh em cứ có những con chó đẹp đưa cho tôi. Ừ. Tôi mua bằng tiền. Chứ nếu mà đẹp phải. Thực sự, nếu mà đúng có rồi. Giá trị thực sự thì Duy Bình hay là những cái người anh em mình nói là những cái người tay to ở trong giới người ta sẽ mua. Vâng. Còn chúng ta là không lùa gà, tại vì như này. Vâng. Đầu tiên là khán giả xem kênh hay anh em xem để biết thôi. Còn mình và Duy Bình có bán cho anh em bất kỳ cái gì đâu. Vâng. Chỉ có lấy của anh em là 15-20 phút thì xem video thôi. Vâng. Đấy, đâm ra anh em đừng nói cái từ lùa gà. Vì vâng. Chúng ta, mình và Duy Bình là không bán cho anh em cái gì cả. Vâng. Duy Bình chỉ đi mua chó thôi. Còn đúng khi mà nhân giống ra một con chó hơm mông cộc này không phải đơn giản. Đúng rồi. Duy Bình đã mua cách đây là khoảng tầm 2 tháng nay rồi. Nhưng mà thực sự đến bây giờ cũng làm gì có đặt con nào đâu. Vâng. Mà cùng lắm là chỉ là phối giống thôi. Phục vâng. Vụ cho việc cho giống. Vì sao? Chia sẻ những cái người ta... Chia sẻ nguồn gen. Chia sẻ nguồn gen thôi. Đó. Chia sẻ nguồn gen thôi. Còn để mà nhân giống ra một con chó hơm mông cộc đuôi mà gọi ra hình ra thù thì cực kỳ khó. Mất vâng. Rất nhiều tháng, rất nhiều năm. Vâng. Chứ không phải như kiểu lan va. Vâng. Cái này là mình cũng phải chia sẻ thực tế cho anh em xem kênh được biết. Vâng. Xem để vui, xem để biết về một thú chơi. Còn là như thế này này, hôm nay thì Duy Bình có một cái buổi mà gặp mặt anh em, buổi họp nhỏ và cũng diễn ra một cái buổi gọi như là
mình cứ gọi là giao dịch nhỏ nhỏ đi. Vâng. Thì tí nữa thì như thế nào thì Duy Bình sẽ tự giới thiệu cho anh và mọi người được biết nhỉ. À, trong cái ngày hôm nay này là cũng có một cái buổi họp nhỏ ở câu lạc bộ của em, và cũng em cũng mời một số anh em ở câu lạc bộ khác đến giao lưu, chia sẻ với nhau là những kinh nghiệm học hỏi, rồi thì chia sẻ những cái thú chơi với nhau là đoàn kết hơn. Và hôm nay cũng muốn ra mắt anh em một cái cá thể tức là con dai của sói. À, hôm nay là em cũng đang chờ một bạn mang, tí nữa là bạn sẽ chở con Ben, là hậu duệ. Ben là hậu duệ của sói. Ừ. Là hậu duệ đầu tiên của sói là ừ. Em lại là gần như là chinh phục nốt. À, thế là tức là mua bố xong bây giờ lại mua cả bây giờ con mua nữa. Thêm cả con. Mua cả con nữa. Vâng. Thì đây anh em đang ngồi trong nhà nó đang yên tĩnh thì chia sẻ nốt cho anh em được biết là tại sao mà có ý định là mua cả bố cả con nhỉ? Bởi vì thực ra là em cái con sói này nó ra được những cái thành tích của nó là bây giờ chạy sâu nó rất là tốt. Và thứ hai là nó có cái hình thể. Không biết là trải qua bao nhiêu con chó mới được một con cá thể đẹp như này. Ừ. Thì chính vì như thế em muốn là con của nó hậu duệ nó đẹp đã đẹp rồi. Ừ. Mình muốn chinh phục về nốt để cho nó thỏa mãn cái thú chơi của mình. Ừ. Và sau này là như sói này này, em bắt đầu là sang đến năm 2023 là em muốn là một cái trại. Ừ. To để nhân giống nguyên dòng dõi của sói. Ừ. Ok, và rất là thú vị. Cũng muốn là con của nó, con của sói hậu duệ đấy, mình muốn sưu tầm để sau này tiếp bước của đời cha nó đây. À, ok, thế thì anh thực sự là cũng đang rất là háo hức, không hiểu là hậu duệ con sói là hình thù nó như thế nào mà lại khiến cho đồng chí Duy Bình ở Phú Thọ lại cũng vợt nốt cả gọi anh em cứ dùng những cái từ ngữ rất đơn giản thôi để cho anh em mọi nơi được biết là không hiểu tại sao mà ông đã mua được cả con bố rồi mà bây giờ ông mua thêm cả con nữa. Thì có lẽ từ đây bây giờ anh em sẽ ra cái chỗ mà tổ chức cái buổi họp đấy nhỉ. Vâng. One hour later. Vâng, tại vì những cái cơ bản này thì em cũng tập rồi. Mình cũng phải nuôi từ nhỏ. Xã hội hóa rồi, anh em đã tập luyện rồi. Đây, chú chó Bin. Giao dịch tiếp theo của Duy Bình ngày hôm nay. Anh em đang kiểm tra, đang xem hậu duệ của S450 đấy. Bây giờ đợt 9 tháng rưỡi. Rất là vuông. À, trên hình ảnh chúng ta sẽ, đây mới là nhân vật chính của video này. Đây là chú chó tên là Bin, 9,5 tháng tuổi. Bin. Anh em đang xem những chú chó kia. Đây là Bin, 9,5 tháng tuổi và là hậu duệ của chú chó sói S450. Duy Bình mua là cả bố cả con. Anh em đang trao đổi ngoài kia. Mình sẽ quay một ít hậu kỳ cho anh em xem. Đấy, chú chó này với cả cái độ tuổi 9,5 tháng, đây là một chú chó rất đẹp, rất tiềm năng, rất nhiều tiềm năng luôn. Năm sau sẽ hứa hẹn là nếu mà vượt qua kỳ thi công nhận giống, đi công nhận giống thì đây sẽ là một đối thủ nặng ký trong những cái dog show năm sau. Và Duy Bình đây là mua để mà ươm mầm tài năng đấy, gọi là ươm mầm tài năng. Bin. Em trai, ra xử lý cho anh con này, anh quay. Cầm cái dây á, bỏ dây, em hướng cái mặt vào đây cho anh quay một tí. Đấy, hướng mặt nó ra đây. Rồi. Em ngồi xuống vuốt ve con chó cho vui vẻ. Đấy. Rồi, em cứ cầm con chó này anh quay. À, tất cả những cái video của mình đều quay là rất là thực tế, người thực việc thực chó thực. Chú chó này hôm nay sẽ là một cái cuộc giao dịch, tất nhiên là không thể bằng được giá của chú chó bố, nhưng mà cũng là một cái giá rất là cao so với một cái chú chó là dưới 1 năm tuổi, là một chú chó mộc. Mức giá của chú chó này cũng khá là cao, thì mình sẽ hỏi Duy Bình lại cho anh em xem. Anh em phải nên nhớ, mình sẽ nói lại anh em, một là xem video để cho vui, cho biết. À, còn cái cuộc chơi nào, cái hệ chơi nào cũng có những cái giao dịch khủng cả. À, chơi mèo vừa rồi ở Hà Nội là có hai chú mèo vừa giao dịch với mức giá là 700 triệu. Chơi mô tô, chơi xe máy hay chơi biển và chơi điện thoại cũng có mức giá hàng tỷ đồng.
Đấy, còn chơi chó cũng thế thôi. Phải ở trong một hệ tư tưởng nhá. Một hệ chơi thì mới biết giá trị được. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là S450 đây. S450 đầu dùng rất tốt, hôm xưa rất tốt. Buổi họp và buổi lễ chuyển nhượng mini hai bố con. Duy Bình đang dẫn chú chó sói S450 và bên kia là Bin. Từ từ để cho nó tĩnh lại đây. Thôi ở sau này có đổi tên đâu. Thành C250 hay C300. Giá giao dịch của chú chó Bin ở trên kia nhé. Giá giao dịch đằng sau, lên anh em 268 triệu. Giá giao dịch của chú chó này. Đây chú chó Bin. Trị giá là 268 triệu. Cái số rất là đẹp, anh em chọn số rất đẹp. Hôm nay là cái buổi họp của câu lạc bộ Việt Trì em, thì rất là vui được có được sự tham gia từ các anh em các vùng miền đã đến để chung vui với buổi họp gần như là cuối năm. Và cũng là những hôm nay là em mua con Ben của chú Ánh để đưa nốt về đội Việt Trì. Rất là cảm ơn anh em, từ cả trong nay cũng có rất nhiều anh em từ Hòa Bình, Hà Nội và Thái Nguyên. Xin giới thiệu với anh em là đây là chú chó Ben, là hậu duệ của sói S450. Năm nay cháu mới khoảng 9,5 năm tuổi. Là một cá thể rất là xuất sắc ở trong làng cọc. Đó là gọi là xuất sắc ở trong làng cọc. Và năm sau sẽ hứa hẹn là năm 2023 ở trong Đốc Sâu tới hay hứa hẹn nhiều cái nổi bật hơn. Rồi xin chúc mừng một lần nữa, xin chúc mừng. Đây là cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trong giới hâm mộ cọc. Rồi rất cảm ơn em. Cá thể rất là xuất sắc của con sói 450, em cũng rất là thích của cậu bé này. Ừ, ok. Được rồi. Sau này hy vọng là sẽ có cơ hội giao lưu con giống với anh Duy Bình. Nhất trí. Ok. Đây rất là chú Ninh Văn Quang, là cậu em bên Thái Nguyên, cũng có một trại rất là lớn ở bên hoành tráng, gọi như gần như là nhất miền Bắc bây giờ đấy. Hiện tại nếu mà nhất miền Bắc bây giờ. Nếu mà đẹp thì chắc là không nhất định phải gì. Chúc mừng các em với họ, coi như là Việt Trì. Chúc mừng anh nhá. Rồi, chúc mừng anh em nhá. Chúc thầy chú. Rất là cảm ơn tất cả anh nhé. Chúc cả nhà. Thank you.